few moments later. Thật
thông minh để tự đi với đôi chân mình. Bước chân của mẹ sẽ luôn nhẹ nhàng, chứa tràn tình yêu ấy vô vàn. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con rất nhiều. Dẫu mẹ nhọc nhằn bao nhiêu, cũng chỉ mong con lớn khôn. Những ký ức của 9 tháng qua, những khoảnh khắc của hai chúng ta, suốt cuộc đời này mẹ chẳng thể nào quên. Chỉ còn vài phút, chỉ còn vài giây là mẹ được thấy con yêu rồi. Trái tim của mẹ cứ sao lúc này bỗng nhiên nhiều lo âu quá vậy. Những giọt nước mắt rơi vì đau đớn hay vì hạnh phúc đang dâng trào. 40 mấy tuần suốt cuộc hành trình, có phải mẹ nên thấy tự hào? Này con yêu ơi, con biết không, mẹ mong con biết bao. Đối với mẹ niềm hạnh phúc nhất trên đời chỉ thế thôi. Chờ mong con đến thế giới này đầy ánh nắng trong veo mỗi ngày, giữa yêu thương và vòng tay của trong. Bao ngày mẹ mong con chào đời, ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy con mẹ nhỏ bé như thiên thần. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con. Chị em quay phía dưới à, không thấy đâu. Thôi, thấy đi. À, chị vợ kéo ra đi. À, không sao đâu, không thấy mặt chị. Chị cũng bình khẩu trang, đâu biết ai đâu. Rồi, à, gắng nha. Ừ, hôm nay mẹ bầu đi mổ nha. Rồi, vậy là phòng này không được. Dạ, rồi. Bye bye nha. Dạ. Dạ. Dạ chị Mai. Dạ.
được cái.